Hi, xin chào các bạn. Hiện tại thì mình đang có mặt ở thiền viện Trúc Lâm Trăng Nguyên mọi người, hay còn gọi là chùa khỉ á. Nãy mình có mua của ông mấy trái chuối. Mọi người đừng có thắc mắc là sao mà mình đi quay á hay mang theo cái túi, cái ba lô này nha. Tại vì ở bên trong nó đựng cái áo nè, với lại một cái Playcam, với lại máy quay mọi người. Mấy cái này thì không có gửi được. Đây chính là cổng tam quan của chùa thiền viện Trúc, khá là đơn giản nha, chỉ có một cái bảng thôi, với lại hai dây cột bằng xi măng thôi. Hồi nãy mình mới mua của ông á, từ ngoài kia mình đi quẹo phải ra thì chúng ta sẽ chạy qua đèo Nước Ngọt á mọi người, nơi mà khá là nổi tiếng hiện nay á. Giờ thì Tùng sẽ di chuyển vào bên trong để quay cho mọi người xem ha. Với lại mình đi cho mấy con khỉ nó ăn, nãy mua có mấy trái chuối à. Dạ. Dạ để con đi dài dài vô. Dạ. Nó ở phía bên tay trái hay gì cô? Dạ, cảm ơn cô. Dạ dạ. Cô chỉ mình đi lên chỗ mà có nhiều khỉ á mọi người, cho khỉ ăn. Không gian của chùa thì khá là rộng rãi và thoáng luôn. Giờ tôi sẽ quay vòng vòng cho mọi người xem ha. Đây là không gian ở trước chánh điện nè mọi người. Cái khoảng sân khá là rộng, hai bên đường lên chánh điện thì có hai chú sư tử hai bên nè. Ở phía trước, ở chính giữa thì có một cái chung để cắm nhang vào trong đó. Phía bên tay trái thì có một cái tháp, bên trong để một cái trống mọi người. Phía bên tay phải thì có một cái tháp để đại hồng chung. Ở phía bên kia là gian nhà của các vị tăng Phật tử. Còn đây là chánh điện của chùa. Chánh điện của chùa thì khá là đơn giản mọi người. Ở phía sau thì là một cái ngọn núi. Không biết phía sau đó là núi gì nữa. Để mình xem có ai, mình hỏi thử ở phía sau là núi gì nha. À, do mình còn ngại máy quay đồ đó mọi người, cho nên khi mà nói chuyện á nó vẫn còn hơi hay ngượng, với lại lẹo, cho nên cái nói không được lưu loát như người khác. Bữa có mấy anh nói là, có anh bình luận là nói là mình phát âm tiếng Việt còn không chuẩn đó mọi người. Đúng đó nha. Tại vì khi mà vào đây á thì nơi tôn nghiêm á, mình thường nói chuyện nhỏ lắm. Có chỗ thì mình sẽ không nói chuyện. Ông cho con hỏi phía sau là núi gì vậy? Khu di tích Thanh Đạm. Dạ? Khu di tích Thanh Đạm. Dạ, khu di tích Thanh Đạm. Giờ thì mình sẽ đi vô quay sơ bên trong chánh điện cho mọi người. Hai bên có hai cái chuông gió, gió thổi khá là hay. Đây là bên trong chánh điện nè mọi người. Bên trong chánh điện thì chỉ có thờ đúng Phật Thích Ca. Hình như là không phải, hình như là Phổ Hoa. Hôm bữa mình có coi ở trên kênh của anh Bổng Ngô á, nói mà tượng giống như tượng Phật Thích Ca, có tay có cầm hoa sen á, thì là tượng gì đó. Để có gì Tùng về Tùng coi lại nói cho mọi người xem nha. Phía bên tay phải là Phổ Hiền Bồ Tát, còn phía bên tay trái
không biết Bồ Tát gì luôn. Nếu như cả nhà mà biết Bồ Tát gì thì comment ở dưới cho Tùng hay nha. Ở phía sau là cội Bồ Đề mọi người. Chỉ đơn giản vậy thôi. Giờ thì Tùng sẽ đi ra ngoài nha. Chánh điện thì được lót gạch khá là sạch. Đây là loại gạch gạch tàu giống hồi xưa mọi người, nhưng mà kiểu bây giờ thì giống như giờ là tiết mục đi tìm khỉ cho khỉ ăn mọi người. Khi mà tới đây chủ yếu là đi tìm khỉ thôi nha. Mình sẽ đi dài ra. Ở phía sau nè, có một tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Ở đây khá là rộng mọi người. Đây là một chuối. Tại vì hồi nãy không có tiền lẻ mọi người, đưa cho ông cái tờ hơi hơi lớn, cái còn nhiêu mua nhiêu à, nên cho nó ăn đỡ. Cấm cho khỉ ăn khu vực này à, là khu vực này không cho khỉ ăn hả ta. Kìa, máy ảnh quá trời luôn. Ở phía sau này có mấy cái tảng núi nè. Thôi, để đi dạo một vòng. Wow, máy ảnh ở trên đó kìa, thấy có người lại, bắt đầu bu lại rồi. Mình sẽ đi vào đây để tham quan tí, rồi xong quay lại cho nó ăn sau mọi người. Cả nhà chờ, chờ xem cuối clip mình cho khỉ ăn nha. Tại con nghe nói ở đây khỉ nhiều. Dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Nó phát hiện rồi mọi người. Con này nó dạng quá. Thí dụ như giờ mình muốn ăn thì được không ta? Mình cũng là đạo chuối mà. Ảnh ăn mà ảnh còn nhìn sợ người khác đi lại giành với ảnh. Sẽ đi lại đằng kia, ở đây dơ quá. Nó mới tấn công mình mọi người. Nó hùng quá.
video của Tùng tới đây kết thúc nha mọi người. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video.